khá nhiều thắc mắc. Thắc mắc đầu tiên liên quan đến câu thánh kinh mà một bạn ở trong lớp gửi cho tôi viết thế này: đọc chương thứ nhất ở trong 5 ngày đầu, Thiên Chúa phán gì thì cái đó có, và Thiên Chúa ở đây là duy nhất thánh thiện vô cùng. Nhưng đến câu 26, ngày thứ 6, Thiên Chúa cũng phán, nhưng chưa có con người ngay mà Ngài còn phải làm. Và Ngài phán, chúng ta gạch dưới, hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta gạch dưới. Sao mà lắm Thiên Chúa như làm vậy? Xin cha gỡ rối cho. Một thắc mắc tương tự như vậy viết rằng: Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta giống như chúng ta. Sáng Thế chương 1 câu 26. Vậy từ chúng ta ở đây phải hiểu như thế nào? Có phải Chúa với một người khác nữa, mà người đó là ai? Xin cha giải thích cho. Tôi lúc ấy đã sinh ra đâu mà biết là người đó là ai. Thế thì thưa các anh chị, theo các nhà chú giải thánh kinh, đây là một thắc mắc không dễ giải quyết. Nhưng các nhà chú giải đã đưa ra khá nhiều cách giải thích. Một trong những cách giải thích đó là khi sử dụng số nhiều mà ngôi thứ nhất ở đây đó, là bản văn thánh kinh muốn diễn tả cái sự trang trọng và uy quyền của Thiên Chúa. Ta lấy một ví dụ đơn giản. Các anh chị có để ý là trong nhiều thông điệp của các đức giáo hoàng, các ngài xưng là chúng tôi không? Thay vì nói là tôi, các ngài xưng là chúng tôi. Nous ở trong tiếng Pháp, we ở trong tiếng Anh. Thế thì cái cách dùng từ số nhiều như vậy đó, nó diễn tả sự trang trọng. Đấy là một cách giải thích. Và các nhà chú giải Kinh Thánh cũng lưu ý chúng ta một điểm nữa là thế này: giữa câu chuyện Thánh Kinh về tạo dựng và một số thần thoại của các dân tộc ở vùng Cận Đông về tạo dựng có những nét hao hao giống nhau. Và có thể các tác giả Thánh Kinh đã vận dụng những chuyện thần thoại đấy, nhưng mà các ngài sử dụng theo kiểu của các ngài để làm nổi bật mặc khải của Thiên Chúa. Thế thì trong những cái thần thoại ở những dân tộc của các vùng Cận Đông đó đó, thì họ theo tôn giáo đa thần, và họ quan niệm rằng ở trên trời đó có một hội đồng các thần thánh, có một vị thần là Chúa Tể, nhưng mà đồng thời có nhiều vị thần nhỏ phục vụ cho cái ông thần Chúa Tể đó, và họp lại làm thành một hội đồng các thần linh để góp ý cho ông Chúa Tể ông làm việc. Ở trong thần thoại của các dân tộc vùng Cận Đông đó, người ta diễn tả như vậy. Thế thì các tác giả Thánh Kinh cũng có thể vận dụng những câu chuyện của các dân tộc đó, nhưng các ngài đem vào một ý nghĩa mới. Các ngài vẫn sử dụng cái từ chúng ta số nhiều ở đây, nhưng mà không có ý nói đến tôn giáo đa thần, mà nói đến sự trang trọng, cái uy quyền của Thiên Chúa khi mà Ngài tạo dựng trời đất. Đấy là một câu hỏi mà không dễ trả lời. Chính các nhà chú giải nhìn nhận như vậy. Tôi chia sẻ với các anh chị một vài cái tìm kiếm, nghiên cứu để chúng ta có thể đả thông về vấn đề này. Rồi bây giờ một câu hỏi kế tiếp: ý nghĩa của con rắn ở trong sách Sáng Thế và rắn đồng trong sách Xuất Hành có liên hệ với nhau không? Tại sao cũng với hình tượng con rắn mà trong Thánh Kinh lúc thì biểu tượng cho ma quỷ, lúc khác lại là hình ảnh của Chúa Giêsu sau này ở trong Tân Ước? Hình ảnh của Chúa Giêsu nhớ chỗ nào không? Cũng như con rắn treo trong sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ được dương cao như vậy, treo cao như vậy.
Đây cũng là một câu hỏi khó. Thế thì chúng ta vẫn thường nghĩ khi mà mình đọc câu chuyện về cám dỗ đó, thì mình nghĩ ngay con rắn ở đây là hình ảnh của ma quỷ, phải không? Thế cách giải thích này nó chỉ mới có từ thế kỷ thứ nhất. Và các anh chị đừng có quên rằng cái câu chuyện sáng thế mà chúng ta đang học đây này đã được viết trước đó 7-8 thế kỷ là ít ha? Chẳng hạn như ở trong sách Khôn Ngoan đó, thì tác giả nói là cái sự ác á, nó có khi quỷ dữ nó đột nhập trần gian. Và quỷ dữ ở đây là có ý ám chỉ con rắn ở trong câu chuyện sáng thế. Thế còn theo các nhà chú giải đó, thì ngay ở trong cái bản văn thánh kinh của sách sáng thế mà ta đọc, thì không có chỗ nào đồng hóa con rắn với thần dữ cả. Ngay trong bản văn thì chưa, nhưng mà cái cách đọc sau này thì hiểu là như vậy. Ta phân biệt hai chuyện ha. Thế thì ngay ở trong bản văn đó, các nhà chú giải nghĩ rằng có thể nằm ở trong bối cảnh thế này. Con rắn này trong dân tộc Canaan đó, nó liên quan đến việc thờ phượng vị thần gọi là thần phì nhiêu, thần sung túc. Ngày hôm nay ta gọi là thần đô la cho nó dễ hiểu. Và khi mà dân Chúa định cư ở trong đất Canaan đó, thì họ bị cám dỗ để chạy theo cái tôn giáo này nhiều lắm. Mai mốt mình học đến sách các vua chẳng hạn đó, Elia mà đấu tranh với những ông thầy sãi của đạo Ba-an chẳng hạn. Thế thì dân Chúa, dân Israel đó bị cám dỗ rất nhiều để chạy theo cái thần tượng mà ban cho người ta sự sung túc, sự phỉ nhiêu. Và vì thế mà người ta bỏ Thiên Chúa của giao ước. Thế trong bối cảnh đó thì câu chuyện trong sách sáng thế được viết ra như là một lời cảnh giác, là ngay từ đầu cái việc mà thờ phụng thần sung túc phỉ nhiêu đó đã làm cho con người ta xa Chúa. Vậy thì anh chị em phải tránh xa đi. Cho nên con rắn ở đây nó có một cái ý nghĩa là như thế. Thế nhưng mà đồng thời, ở trong toàn bộ thánh kinh thì chúng ta vẫn thấy nhiều chỗ là con rắn được ví như là hình ảnh của thần dữ. Cụ thể là trong đoạn sách Khôn Ngoan mà tôi mới nhắc tới. Thế thì theo tôi nghĩ đó, con rắn mà nói ở trong sách sáng thế này, nó không có liên quan gì đến cái con rắn ở trong sách xuất hành. Mà khi người ta phạm tội thì Chúa cho con rắn đó nó cắn người ta, và nhiều người bị bệnh và bị chết. Thì lúc bây giờ Chúa mới sai ông Môsê làm con rắn đồng treo lên, và ai nhìn lên rắn đồng đó thì được cứu thoát. Thế thì ở đây này, tôi tưởng là chúng ta có thể hiểu đại khái như thế này. Thiên Chúa dĩ độc trị độc. Con rắn nó cắn thì người ta phạm tội, nhưng mà để chữa người ta khỏi bệnh, khỏi chết, thì Thiên Chúa lại bảo Môsê làm con rắn treo lên, và ai nhìn lên thì sẽ được lành bệnh. Dĩ độc trị độc. Sau này Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, Ngài dùng chính cái chết là hậu quả của tội lỗi để giải thoát chúng ta khỏi chết và giải thoát chúng ta khỏi tội. Cái ý nghĩa hàm chứa ở bên trong có thể là như thế. Và một chi tiết nữa là các anh chị đừng quên là trong cái câu của Thánh Gioan mà Chúa Giêsu nói đó, như con rắn bị treo trong hoang địa thế nào thì con người cũng sẽ bị treo cao như vậy. Thế thì cái động từ mà treo đó, bị treo, trong Tin Mừng Gioan nó có hai nghĩa. Một nghĩa là bị treo lên, tức là bị đóng đinh. Và đồng thời có một nghĩa khác tích cực hơn, đó là dương cao, được tôn vinh. Hai nghĩa. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá,
chính là lúc Chúa Giêsu được Chúa Cha tôn vinh, và cũng là lúc Chúa Giêsu cứu độ chúng ta. Thế cho nên là nó có cả hai nghĩa. Thế còn thắc mắc và bảo rằng Chúa Giêsu lại còn khuyên là các con hãy khôn ngoan như con rắn đó, thì xin chớ mà có cách nghĩa là các con hãy trở nên ma quỷ. Nhưng mà khôn ngoan như con rắn ở đây đó là theo một nhà đạo đức viết sách Thiêng Liêng, ngài diễn tả là con rắn nó bò, nhiều khi nó ngóc đầu lên để nó nhìn, nó nhìn xa. Đấy là cái sự khôn ngoan. Thế cho nên mình gặp con rắn chỗ này, gặp con rắn chỗ khác, nhưng mà mình đồng hóa lại là một thì hơi nguy hiểm. Cần phải hiểu trong bối cảnh của từng bản văn. Thế gắn liền với cái chuyện con rắn đó đó là thắc mắc về bài học của tuần vừa rồi tôi đi vắng, nói về việc Adam và Eva, nguyên tổ loài người, bị cám dỗ. Có một vài ghi nhận tôi muốn chia sẻ với các anh chị để chúng ta quan tâm. Ý ghi nhận thứ nhất đó, là mình thấy chiến thuật của mọi cơn cám dỗ nó nằm ở chỗ này. Tức là ma quỷ nó chỉ nói với chúng ta có một nửa sự thật. Nó nói sự thật chứ không phải là nó nói dối nhé, nhưng mà nó nói có một nửa thôi. Nguy hiểm là cái đấy. Ma quỷ nói với Adam Eva những điều thế này. Thứ nhất, các ngươi ăn trái cấm mà sẽ không chết đâu. Thứ hai, các ngươi ăn trái cấm đó thì mắt các ngươi sẽ mở ra. Và thứ ba, các ngươi ăn trái cấm đó thì các ngươi sẽ được nên giống như Thiên Chúa vậy. Nó nói đúng không? Giờ mình đọc bản văn Thánh Kinh thì các anh chị sẽ thấy này, nó nói đúng chứ, nhưng mà đúng còn nửa thôi. Thứ nhất đó là nếu các ngươi ăn trái cấm thì các ngươi sẽ không chết. Hai ông bà ăn trái cấm xong sống hay chết? Sống chứ. Sống chứ. Sống mà xem ra lại còn sống ngon lành ấy nhá, là tại vì bà ấy ăn bà ấy thấy ngon quá thì bà ấy mới dụ khỉ ông ăn tiếp. Sống chứ không có chết. Nhưng mà bây giờ có sống mãi không? Đấy là vấn đề. Không sống mãi cho nên mới có cái câu mà chúng ta gọi là hậu quả của tội lỗi. Vì ngươi từ đất mà ra cho nên sẽ trở về với đất. Đúng có một nửa. Nó nói tiếp, nếu hai anh chị mà ăn trái cấm đó thì mắt anh chị sẽ mở ra. Hỏi là ăn xong thì mắt có mở ra không? Đâu có khác đâu. Nhưng mà mở ra để thấy cái gì? Để thấy mình trần truồng. Và khi Thiên Chúa đến thì hai ông bà tìm cách lẩn tránh. Đấy, mắt mở ra có nửa sự thật thôi. Rồi nó nói tiếp là nếu ông bà ăn trái cấm thì sẽ được giống như Thiên Chúa, biết thiện, biết ác, biết lành, biết dữ. Cũng chỉ có một nửa. Ở chỗ này để hiểu cho nó rõ hơn đó thì chúng ta phải liên hệ đến cái cây biết thiện ác. Không biết là các anh chị tuần vừa rồi đọc mấy cái chương này có để ý là trong vườn địa đàng có hai cây. Một cây gọi là cây biết thiện biết ác, và một cây là cây trường sinh. Để ý không? Đó. Thế thì ý nghĩa của cái cây biết thiện ác là gì? Tôi đã nói rồi, ở đây chúng ta không nên thắc mắc rằng là vậy thì cái trái cây đó là cái trái cây gì mà nó độc dữ vậy. Nói là cây biết thiện ác, ý nghĩa chính nằm ở đâu? Nằm ở chỗ này. Cái việc mà xác định thiện và ác đó, việc đó là của Chúa. Loài người chúng ta là thân phận thụ tạo, mình không thể giành lấy quyền của đấng tạo hóa để tự mình xác định đâu là thiện, đâu là ác. Nhưng khổ một nỗi là chúng ta vẫn hay dành cho mình cái quyền đó. Ngày hôm nay vẫn thế thôi.
chúng ta vẫn cứ muốn tự dành cho mình đâu là thiện, đâu là ác. Đang khi đó cái tầm nhìn của mình rất giới hạn. Tôi lấy một vài ví dụ để các anh chị thấy nó cụ thể hơn. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người nói đến cái chết êm dịu. Có nghĩa là quan niệm cho rằng một người già cả, bệnh tật, đau yếu, nằm trên giường suốt ngày, người đó sống khổ cho bản thân, khổ cho con cháu, khổ cho xã hội. Tốt nhất cho viên thuốc, amen, cho bình an, êm dịu, thấy không? Cái chết êm dịu. Và người ta nói làm như thế không phải là tội ác, mà làm như thế là một việc tốt lành. Tại sao vậy? Là bởi vì giải thoát cho bản thân bệnh nhân, giải thoát cho con cháu, giải thoát cho xã hội khỏi một gánh nặng phải lo lắng. Thế bây giờ tự con người dành cho mình quyền xác định thiện ác. Thiên Chúa thì dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống từ khởi đầu cho đến giây phút cuối cùng. Cho nên người Công giáo không được phép tự tử, thấy không? Phải tôn trọng sự sống. Chúa dạy chúng ta như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta lại nhân danh con người và lại nhân danh cái mà gọi là nhân đạo cơ, để bảo rằng cho người này chết là thiện, còn để người đó sống là ác. Tôi lấy thử một ví dụ như này, các anh chị thấy có sự khác biệt không? Đó. Và nhiều điều khác trong lĩnh vực luân lý ngày nay tương tự như thế. Con người chúng ta tự mình dành cho bản thân cái quyền xác định thiện ác. Và khi ta làm như vậy thì có thể nó chỉ đạt đến cái tốt lành trước mắt, nhưng mà hậu quả về lâu về dài không ai đo lường được. Thì ý nghĩa của cây biết thiện ác nằm ở chỗ này. Cho nên chỉ khi nào mà con người biết tôn trọng cái lệnh của Thiên Chúa là đừng ăn cái trái cây biết thiện ác đó, đừng tự dành cho mình cái quyền xác định thiện ác đó, mà hãy lắng nghe và vâng phục Thiên Chúa, thì lúc đấy ta mới đến được cây trường sinh. Còn nếu không đó, thiên thần canh giữ cái cây trường sinh đó, ta không đến được. Một chi tiết nữa liên quan đến những cơn cám dỗ này, đó là cái cách mà ma quỷ cám dỗ. Khi ta đọc bản văn, các anh chị nên quan tâm ở chỗ là nó luôn luôn tìm cách gây nghi ngờ nơi chúng ta. Nó gây nghi ngờ. Chúa nói với anh chị thế này ấy, không có đâu, là bởi vì Chúa sợ thế này, Chúa sợ thế kia. Gây nghi ngờ. Từ cái chỗ nghi ngờ đó, con người dần dần tiến đến chỗ chối từ lời Thiên Chúa, rồi vứt bỏ lời Thiên Chúa sang một bên để làm theo lời của ma quỷ. Khi ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu ở trong sa mạc, nó cũng áp dụng cùng một chiến thuật như vậy. Nó lấy chính lời Thánh Kinh ra chứng dẫn cơ mà, gây nghi ngờ. Thì ngày hôm nay các anh chị và tôi cũng vậy. Khi mà ma quỷ nó cám dỗ mình thì nó cũng sẽ gây nghi ngờ đối với lời Chúa như vậy. Chắc là ma quỷ nó không có hiện hình theo cái kiểu ta thấy rõ ràng đâu. Nhưng mà tôi hỏi thật nhé, trong đời sống đức tin, có cái lúc nào đó mà bị cám dỗ phạm tội, xong rồi ở trong tâm trí mình có cái ý tưởng là làm gì mà có chuyện thiên đàng với hỏa ngục, hội thánh này cứ phịa ra cho mình sợ đấy chứ làm gì có. Có đấy, hơi hơi có nhiều nỗi nghi ngờ lắm. Nhưng mà cái thâm sâu bên trong đó là chúng ta đang muốn đi tìm thỏa mãn cái bản năng của mình, và để cho mình an tâm đó thì mình sẽ đi tìm những lý do này lý do khác để biện minh cho cái sự thỏa mãn bản năng. Thành thử ra ẩn ở phía đằng sau nhiều lý lẽ chống lại đức tin Kitô giáo
hóa ra lại là những đam mê mà ta không vượt qua được. Ta không vượt qua được. Cho nên Pascal nói một câu rất có lý. Bạn nói với tôi rằng khi nào tôi có đức tin mạnh, tôi sẽ sống đời sống đạo đức tốt. Bạn nói như vậy là đúng, nhưng mà mới đúng có 50% thôi. Bạn phải nói thêm một câu nữa: tôi cố gắng sống đạo đức cho tốt, đức tin của tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Nhiều khi là mình sống luân lý bê bối quá, sống buông thả quá, rồi mình đi tìm lý do để mình âm thầm biện minh cho cuộc sống của mình. Cho nên cố gắng sống đạo đức, đức tin sẽ phát triển. Phải có hai chiều. Đấy là liên quan đến câu chuyện về cám dỗ. Xin gọi với các anh chị một vài những suy niệm như vậy. Bây giờ cũng ở trong cái trình thuật về cám dỗ, nói đến hậu quả của tội, nhưng mà nó không mang tính tổng hợp. Còn khi ta đọc toàn bộ câu chuyện đó thì mình nhìn một cách tổng hợp sẽ thấy hậu quả của tội là ở chỗ này. Là ở chỗ con người sau khi phạm tội thì đánh mất cái tương quan hài hòa trong mọi chiều kích của đời sống, với Thiên Chúa, với chính bản thân, với tha nhân và với cả vũ trụ. Khi phạm tội rồi, người ta đánh mất tương quan với chính Chúa. Bản văn Thánh Kinh mô tả là Chúa đi dạo ở trong vườn địa đàng, nhưng mà Adam Eva sau khi phạm tội thì tìm cách lẩn trốn, rồi đánh mất cái sự hài hòa nơi chính bản thân của mình. Ta không còn cái sự thống nhất nữa. Chính vì thế mà Thánh Phaolô nói, và điều mà Ngài nói là mỗi một người chúng ta cảm nhận: những điều tôi muốn làm thì tôi không làm, và những điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Rõ ràng lương tâm mách bảo đây là điều xấu ta vẫn làm, và điều lương tâm mách bảo là tốt ta không làm. Có một sự chia rẽ ngay nơi chính bản thân của mình, không còn hài hòa nơi chính bản thân, không còn sự thống nhất. Đấy là hậu quả của tội. Rồi một hậu quả nữa, đó là trong tương quan thân thiết nhất là tương quan vợ chồng. Ở trong bản văn Thánh Kinh dùng có hai động từ thôi, nhưng mà tôi nghĩ hai động từ đó rất là hay. Tức là khi Chúa lên án Adam, Eva và con rắn đó, thế thì Chúa nói riêng với bà Eva là thế này: ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Hai động từ, thứ nhất là thèm muốn và thứ hai là thống trị. Hai động từ này nó diễn tả cái tương quan vợ chồng thay đổi. Thứ nhất đó, không còn phải là tương quan yêu thương phục vụ, mà là tương quan thống trị. Thế, thống trị. Cho nên là người chồng cứ có khuynh hướng là muốn thống trị vợ, và người vợ có khi cũng có khuynh hướng muốn thống trị chồng ngược lại. Và cái động từ thứ hai là thèm muốn. Cái tương quan của vợ chồng không còn phải là tương quan yêu thương để hiến dâng, mà là tương quan thèm muốn, thỏa mãn, chiếm đoạt, chế ngự. Nó thay đổi. Cái tương quan vợ chồng là một tương quan thân thiết nhất mà bây giờ bị thay đổi, hậu quả của tội. Rồi mở rộng ra là tương quan đối với tha nhân, đối với những người mà mình sống chung. Thì câu chuyện của Cain và Abel đó là một hình ảnh cụ thể nhất. Anh em ruột với nhau mà ghen ghét nhau, mà đối đầu nhau, mà giết hại lẫn nhau, đâu còn là anh em ruột. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn bắt gặp cái cảnh đó trong cuộc sống của xã hội. Rồi đến tương quan với vũ trụ thì các anh chị thấy
là câu chuyện lụt hồng thủy mà tuần này chúng ta đọc đó, chính là hậu quả của tội đấy. Vũ trụ không còn hài hòa với con người nữa, mà vũ trụ trở thành một sức mạnh hủy diệt con người. Thế cho nên khi ta đọc bản văn Thánh Kinh này, thì bản văn cứ hội trình bày bằng cái câu chuyện thôi, chứ không có trình bày cái nhìn kiểu thần học tổng hợp. Nhưng mà ta đúc kết lại thì thấy những nét chính nó nằm ở đó. Ngoài ra còn có một thắc mắc nữa, đúng hơn là hai thắc mắc thế này. Thắc mắc thứ nhất, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Như vậy Thiên Chúa là nam hay là nữ? Khi xuống thế Chúa Giêsu làm người là đàn ông, vậy Thiên Chúa là đàn ông phải không? Sao các anh chị tính sao? Bây giờ tính cho Chúa làm đàn ông hay đàn bà đây? Cả hai à? Ngày nay tại bảo BD thì hỏng. Khó đấy chứ đâu có dễ, phải không? Thực sự ra nơi Thiên Chúa đâu có phái tính. Thiên Chúa vô hình mà, phải không? Khi ta đọc Thánh Kinh mà thấy nói về Thiên Chúa bằng những từ ngữ nói về con người, thì những từ ngữ đó người ta gọi ở trong tiếng Việt đó, từ này nó chuyên ở trong Thánh Kinh và thần học, các anh chị đọc sách ở ngoài chắc ít nghe, người ta gọi là ngôn ngữ như nhân, chắc ít nghe lắm. Tôi xin phép viết ra đây cái tiếng nước ngoài một tí để phân tích tại sao người ta dịch là như nhân nhé. Cái từ này anthropomorphism, thế thì cái gốc của nó đây này có nghĩa là con người, anthropos này. Còn cái từ bên này có nghĩa là hình ảnh. Như vậy khi mà bản văn Thánh Kinh sử dụng những từ ngữ giống như ở trong thế giới con người để nói về Thiên Chúa đó, tức là sử dụng những cái hình ảnh của con người để nói, mà ta dịch là ngôn ngữ như nhân. Chẳng hạn như là mai mốt khi ta đọc sách Xuất Hành đó, ta thấy nói là Thiên Chúa phán với Môsê, ta đã thấy, ta đã nghe, tim ta bồi hồi thổn thức và nay ta xuống. Đấy. Thế thì khi mà Thánh Kinh dùng những từ ngữ con người để diễn tả về Thiên Chúa là bởi vì chúng ta làm sao nói về Thiên Chúa được? Chỉ có một cách duy nhất là ta khởi đi từ thế giới con người để suy nghĩ về Ngài mà thôi. Phải không? Thiên Chúa vô hình mà. Và vì thế nơi Thiên Chúa không có phái tính nam nữ gì cả. Chúa Giêsu dạy ta gọi Thiên Chúa là cha, thế thì lập tức là ta sẽ nghĩ ngay là Chúa là đàn ông. Thế đàn bà sao mà là cha được? Thế nhưng mà trong Thánh Kinh thì lại có chỗ mà Chúa nói rằng có người mẹ nào mà có thể bỏ đứa con mình đã cưu mang 9 tháng 10 ngày. Mà cho dù người mẹ đó có bỏ con đi nữa thì ta không quên người đâu. Như vậy ở đây Thiên Chúa không dùng hình ảnh người cha mà là dùng hình ảnh người mẹ, một người phụ nữ để diễn tả cái tấm lòng của người. Anh chị thấy không? Có những chỗ khác Thiên Chúa dùng hình ảnh của một người chồng chăm sóc cho vợ để diễn tả về tấm lòng của người, chứ không phải chỉ là hình ảnh người cha mà thôi. Cho nên xin trả lời rằng Thiên Chúa chả là nam mà cũng chả là nữ, Thiên Chúa vô hình. Nhưng mà bây giờ hỏi tiếp tôi rằng khi xuống thế Chúa Giêsu làm người thì Chúa Giêsu là đàn ông, đúng rồi. Bởi vì khi Thiên Chúa vô hình trở thành hữu hình, khi Thiên Chúa làm một con người cụ thể thì dứt khoát Ngài phải chấp nhận những gì là giới hạn trong thân phận một con người. Ngài không thể vừa ở Palestine và vừa ở Việt Nam, đúng không?
Ngài không thể vừa ở thế kỷ thứ nhất, vừa ở thế kỷ thứ 21. Ngài không thể vừa là đàn ông, vừa là đàn bà. Ngài chỉ chấp nhận cái giới hạn của phận người thôi. Cho nên khi Chúa Giê-xu xuống thế làm người thì quả thật Ngài là đàn ông. Thiên Chúa nhập thể làm người. Chứ còn bây giờ ta nói về Thiên Chúa vô hình thì nơi người chả phải là nam, chẳng phải là nữ. Một thắc mắc khác, Đức Chúa là Thiên Chúa phán con người ở một mình thì không tốt, thế những người đi tu thì có làm trái luật Chúa không? Mẹ con cứ bảo con đi tu hoài, nhưng ngay từ đầu Chúa dựng nên đâu có muốn con người đi tu, vì đi tu là diệt chủng. Hay quá, cái này phải vỗ tay đi chứ con. Thế này thì ở trong cả cái lớp này chỉ có mỗi tôi là phạm tội nặng. Cái thứ nhất á, mẹ con cứ bảo con đi tu hoài. Tôi không biết là người mẹ này làm cách nào, nhưng nếu là ép buộc thì không bao giờ nên. À, không bao giờ nên ép buộc, ép buộc con đi tu. Nhưng mà chúng ta nên khuyến khích thôi, khuyến khích thôi, gợi ý thôi, chứ ép buộc là dứt khoát không. Chuyện này nó chưa vào câu hỏi, nhưng mà nhân đây thì tôi nói. Thế còn bây giờ muốn vào câu hỏi á, thì tôi đề nghị là chúng ta phải xem Chúa Giê-xu nói thế nào. Thế ở trong Tin Mừng Matthew ở chương 19 á, chương 19 là chương mà Chúa Giê-xu nói về vấn đề không có được phép ly dị. Hả? Và Chúa Giê-xu kết luận thế này: tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, còn ai rẫy vợ mà cưới vợ khác á, là phạm tội ngoại tình. Thế thì lúc bây giờ các môn đệ Chúa Giê-xu mới phản ứng làm sao? Các môn đệ thưa Ngài, nếu lòng chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Tức là Chúa Giê-xu đưa ra một cái đòi hỏi nó khắt khe lắm so với lại luật Mô-xê ngày xưa. Luật Mô-xê ngày xưa đó là cho phép rằng khi người đàn ông mà thấy người vợ có một điều gì nó chướng tai gai mắt thì trao cho vợ một tờ giấy ly thư, ly hôn. Để rồi anh đi đường anh, em đi đường em. Khó nhất là ở trong cái câu chướng tai gai mắt đó. Nó là cái gì? Thế thì có hai trường phái. Một trường phái người ta cắt nghĩa là cái điều chướng tai gai mắt đó là khi mà vợ phạm tội ngoại tình thì lúc bây giờ được phép ly dị. Có một trường phái thứ hai rộng hơn nhiều, cắt nghĩa là chướng tai gai mắt đó là chẳng hạn khi vợ nó hỗn với lại bố mẹ chồng, trò dè luôn. Đấy. Như vậy cũng còn khác. Đi ra ngoài đường mà thấy nó đứng nó nói chuyện với cái thằng con trai nào khác, thôi cho nghỉ luôn, cũng còn được. Về nhà nấu cơm khê, thôi cho dẹp luôn, cái này là nguy rồi. Đến cái chỗ mà người ta giải thích á, là bao giờ thấy vợ nó không còn đẹp thì thôi cho nghỉ luôn. Đấy, luật Mô-xê ngày xưa. Cho nên không lạ gì là các ông ấy nhiều bà. Còn Chúa Giê-xu bây giờ Ngài nói dứt như vậy, cho nên các môn đệ mới phản ứng rằng: Chúa thôi, nếu mà làm chồng mà như vậy thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Thế thì nhân cái chuyện các ông ấy nói là thà đừng lấy vợ còn hơn, Chúa Giê-xu nói là sao? Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoãn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Như vậy là cái đời sống độc thân có thể là phát sinh từ ba lý do. Thứ nhất là không có khả năng kết hôn. Nhưng mà những anh, những chị nào mà không có khả năng kết hôn ấy, thì người ta không cho đi tu đâu.
mà trong giáo hội Công giáo không ai tán nhận. Phải là một con người bình thường, có khả năng lập một gia đình như bao nhiêu người. Và thứ hai đó là hoạn quan, thì cái chuyện đó là không có ở trong hội thánh Công giáo, chỉ có ở trong các triều đình vua chúa Trung Hoa với lại Việt Nam. Lý do thứ ba là tự nguyện sống độc thân vì nước trời. Thế có nghĩa là những người này có khả năng kết hôn và không hề có ý tưởng khinh chê đời sống hôn nhân. Có khi họ cũng có người yêu trước khi họ đi tu chăng, nhưng mà cuối cùng thì họ quyết định sống độc thân là vì nước trời. Tức là họ sống độc thân không vì ích kỷ bản thân, mà là để có thể dành cuộc đời mình, dành chọn con người của mình, hiến dâng cho việc phụng sự Thiên Chúa, cho việc phục vụ tha nhân, cho việc xây dựng nước trời. Đấy, ý nghĩa của đời tu nó nằm ở chỗ này, chứ không phải là diệt chủng đâu. Bạn đừng có lo, không phải lo lắng gì về cái chuyện đó, và cũng không có hề đi ngược lại với thánh ý Thiên Chúa. Bởi lẽ Chúa Giêsu, Thiên Chúa xuống thế là người, chính là người đã chọn đời sống độc thân, và người hiến toàn bộ cuộc đời của người cho việc rao giảng tin mừng nước trời. Cho nên cái câu thánh kinh mà nói là đàn ông ở một mình không tốt rồi, thì có một vài thắc mắc thì tôi xin giải thích luôn như thế. Thắc mắc của một bạn học viên trong lớp chúng ta thế này này: con đang tham dự lớp thánh kinh 100 tuần để muốn hiểu hơn lời Chúa và củng cố đức tin. Nhưng thực sự khi đọc bản văn sách Sáng Thế và nghe bài diễn giải của cha tuần rồi, thì con thấy thắc mắc về đấng bấy lâu hằng yêu mến tôn thờ. Biết rằng suy nghĩ trái chiều trong tư tưởng là phạm tội, cho nên phải thú tội cấp tốc và với cha nào đó để được hòa giải. Có gì là tội đâu. Mình đọc thánh kinh mình cảm thấy chỗ này khó hiểu quá, chỗ kia tối tăm quá, mình thắc mắc thì có gì là có tội đâu. Cho nên các bạn cứ thoải mái ha? Mục đích của mình là tìm hiểu mà. Rồi bạn học viên này viết tiếp: đọc sách Sáng Thế chương 3 đến chương 4, con nhận thấy lời chúc giữ của Thiên Chúa dành cho Eva dường như quá khắt khe và đã trở thành quy luật muôn đời cho thân phận người phụ nữ. Dù thời đại này đã bình đẳng hơn, nhưng câu nói xưa vẫn như định mệnh, cho nên người phụ nữ nói chung vẫn luôn yếu đuối, bị thống trị, bị lệ thuộc vào phái mạnh và bị đau khổ. Nghe có tội nghiệp không? Con chia sẻ bài đọc đó cho những bạn đồng nghiệp trẻ thân thiết ở trong nơi làm việc, là những người ngoại đạo nhưng có suy nghĩ khách quan. Sao biết là suy nghĩ khách quan? Đấy là tôi đặt câu hỏi thôi. Có người thì kết luận rằng Chúa thiên vị Adam vì Chúa cũng là đàn ông. Chắc là có nhiều người trong lớp đồng ý. Có người thì bảo Chúa thật ác độc. Dù đó chỉ là ý kiến cá nhân của họ, nhưng liên hệ với cuộc đời bạc mệnh của đa số phụ nữ trên đời, sao con thấy đúng như lời Kinh Thánh quá. Bạn học viên này mô tả là liên hệ với cuộc đời bạc mệnh mà là của đa số phụ nữ trên đời. Ở đây tôi toàn thấy những phụ nữ hạnh phúc. Dù gì đi nữa thì con vẫn tin tưởng yêu mến Chúa cũng như khao khát đời sống thánh thiện.
Đó là lý do con đã chọn đạo Chúa. Quá tốt rồi. Xin Đức Cha giúp lời cầu nguyện và hóa giải cho con. Tôi cầu nguyện thì có, nhưng mà hóa giải thì không biết có được không. Thế thì có một vài thắc mắc mà bạn nêu lên ở trong trang giấy này. Thứ nhất, Chúa cũng là đàn ông. Có ai dám bảo đảm Chúa là đàn ông? Giơ tay tôi coi. Chúa đã có giới tính. Chắc là các bạn sẽ nói với tôi thì mình gọi Chúa là cha thì chẳng nhẽ cha là đàn bà. Mà các bạn lý luận như vậy là rất thuyết phục. Mình gọi Chúa là cha mà. Và cha thì đương nhiên là đàn ông rồi. Mà trong cuốn tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết ấy, thì tác giả lại còn thêm một cái hệ luận nữa. Chúa là đàn ông, mà đàn ông thì luôn luôn thắng. Thực sự ra khi chúng ta nói về Thiên Chúa bằng ngôn ngữ của con người thì ngôn ngữ của con người rất giới hạn. Và khi chúng ta suy tư về Thiên Chúa, ta cũng chỉ có thể suy tư khởi đi từ kinh nghiệm sống của con người. Và kinh nghiệm của con người thì rất giới hạn. Thế cho nên mình diễn tả Thiên Chúa là cha, và mình bảo Chúa là đàn ông. Nhưng mà các bạn đọc lại Thánh Kinh xem, ngay trong mùa chay này khi đi lễ, chắc chắn có một ngày nào đó các bạn nghe đoạn Thánh Kinh trong sách Isaiah rằng có người mẹ nào mà lại nỡ bỏ đứa con mình đã cưu mang 9 tháng 10 ngày. Mà cho dù người mẹ đó có bỏ con đi nữa thì ta cũng không bỏ người đâu. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là ở đây Thiên Chúa dùng hình ảnh người mẹ để nói về Ngài, phải không? Dùng hình ảnh người mẹ, người đàn bà, người phụ nữ để nói về Ngài. Và mỗi một lần mà chúng ta đi dự đám cưới chẳng hạn, ta lại nghe hoặc là bài đọc hoặc là bài hát rất quen thuộc trong đám cưới viết rằng: đông qua rồi, mưa đã dứt, bạn tỉnh ơi hãy đến. Thiên Chúa được mô tả như một người bạn tỉnh. Thiên Chúa được mô tả như một người chồng đợi chờ vợ. Ngay trong Thánh Kinh, tôi muốn nói điều đó để các bạn thấy là Thánh Kinh không chỉ vận dụng hình ảnh của người cha, mà còn vận dụng hình ảnh của người mẹ, hình ảnh của một người đang yêu để diễn tả về Thiên Chúa. Có nghĩa là Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt giới tính của chúng ta. Chúng ta chỉ nói về Thiên Chúa bằng cái kinh nghiệm và ngôn ngữ giới hạn của loài người thôi, chứ còn thực sự là Thiên Chúa vượt lên trên tất cả. Cho nên bạn đừng vội vã kết luận là Chúa là đàn ông nhé. Thế rồi bạn thắc mắc là con nhận thấy lời chúc giữ của Thiên Chúa dành cho Eva quá khắt khe đến nỗi trở thành quy luật muôn đời cho phụ nữ. Đúng là trong sách thánh nói đến việc Thiên Chúa chúc giữ con rắn, chúc giữ người phụ nữ, chúc giữ người đàn ông. Đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu sự chúc giữ ở đây như thế nào? Mình cứ căn cứ vào lời chúc giữ này thì mình sẽ nghĩ đến Thiên Chúa là một đấng thật độc ác, giáng hình phạt xuống trên con người. Bây giờ các bạn thử thay đổi cách nhìn coi.
Tôi lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Trong một gia đình có 2-3 người con, trong đó có một anh con trai lớn, nó sa đà vào chuyện nghiện ngập ma túy. Bố mẹ khuyên can hết sức: "Con ơi, con phải cố gắng dứt khoát đi. Nếu mà con cứ như thế này là đời con sẽ vô cùng vất vả." Nó bảo: "Không, ma túy đã lắm. Con mà trích vào là lên trời thôi, không có cái gì sướng hơn." Và nó cứ như thế đi trên con đường đó. Thế thì các bạn tưởng tượng là 5-3 năm sau, cuộc đời của chàng thanh niên đó làm sao? Chúng ta biết rồi. Thế thì khi mà nó xảy ra cái hậu quả không hay cho bạn thanh niên đó đó, thì cái cuộc sống đầy đau khổ của anh ta đó là do lời chúc giữ của cha mẹ anh ta, hay là do hậu quả mà chính anh ta đã chọn? Thấy rất rõ như gì đâu. Cha mẹ anh ta đâu có chúc giữ, đâu có muốn nguyền rủa để đứa con của mình sống đau khổ như vậy. Cha mẹ đã ra sức thuyết phục rồi, nhưng mà anh ta nhân danh tự do của mình để đi trên con đường mà mình cho là hạnh phúc. Cái hậu quả nó tới thôi. Ở đây cũng vậy à. Thiên Chúa nói với Adam và Eva: "Mọi trái cây trong vườn các ngươi được ăn hết, chỉ trừ trái cây ở giữa vườn. Ngày nào các ngươi ăn, các ngươi sẽ chết đấy." Không tin. Nghe con rắn nó cắm rỗ: "Ăn cái này mới đã này, ăn cái này mới sống này, ăn cái này mắt nó mới đẹp này." Không tin lời Thiên Chúa, nhưng mà tin lời con rắn có nghĩa là tin rằng cái suy nghĩ của tôi nó mới đúng. Thế thì khi nó xảy ra điều không hay, điều đó là hậu quả của mình chọn lựa hay là sự chúc giữ của Thiên Chúa? Các bạn thấy không? Thay đổi cái cách nhìn đi, thay đổi cách nghĩ một chút đi, thì mình sẽ thấy vấn đề nó khác nè. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người. Bởi vì nếu Chúa không tôn trọng tự do của chúng ta thì chúng ta đâu còn là con người nữa. Một con người mà lại không có tự do thì đâu còn là con người nữa. Cho nên khi ta thay đổi cách nhìn thì ta sẽ thấy vấn đề nó khác đi. Ta sẽ không thấy Thiên Chúa là đấng độc ác nữa, mà trái lại, người là Thiên Chúa yêu thương. Kể cả khi con người phạm tội thì người vẫn có một lòng yêu thương, và người tìm mọi cách để đưa con người trở về với hạnh phúc thuở ban đầu. Ta đang sống ở trong mùa chay, mà trung tâm điểm của mùa chay là đấng chịu đóng đinh, mà chúng ta tuyên xưng là con Thiên Chúa này. Chiếm nắm Ngài là để thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, kể cả khi chúng ta phạm tội. Tôi không biết là tôi có hóa giải được phần nào cái thắc mắc của bạn học viên gửi không, nhưng cũng có thể là thắc mắc của nhiều người nữa. Khi đọc Thánh Kinh là rất nhiều thắc mắc thôi. Thế thì chúng ta chia sẻ với nhau để giúp nhau thấy vấn đề cho nó rõ hơn. Thế bây giờ ta phải vào bài chứ, nếu không thì hết giờ mất. Mời các anh chị và các bạn nào, chúng ta lấy sách Sáng Thế ra, hôm nay đọc từ chương 6 đến chương 11. Mời các anh chị lấy chương 6 từ câu 5 cho đến câu 8. Mời tất cả các anh chị. Loài người sa đọa. Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều,
và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán: Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời. Ta hối hận vì đã làm ra chúng. Nhưng ông Noe được đẹp lòng Đức Chúa. Vâng, thưa các anh chị, chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi chỉ có một ghi chú rất nhỏ thế này để các anh chị quen. Đức Chúa thấy, Đức Chúa hối hận, Đức Chúa buồn rầu trong lòng. Khi mình đọc những cái chỗ như thế này, Đức Chúa thấy, mình lại thắc mắc là không biết mắt Chúa làm sao nhỉ? Nó đeo kính cận nhỉ? Rồi Đức Chúa lại hối hận nữa. Mọi sự Chúa làm ra đều tốt, Chúa là đấng toàn năng mà lại phải hối hận nè. Nhiều thắc mắc lắm. Thế thì ở đây xin có một ghi chú ngay về mặt Thánh Kinh. Người ta nói đến ngôn ngữ như nhân. Các anh chị chắc ít nghe đến cái từ này. Ngôn ngữ như nhân nghĩa là làm sao? Nghĩa là mô tả Thiên Chúa như con người vậy. Bởi vì chúng ta là con người mà, mình chỉ có thể nói về Thiên Chúa khởi đi từ kinh nghiệm làm người của mình. Cho nên mình mô tả về Thiên Chúa cũng giống như một con người vậy. Ngôn ngữ như nhân. Mai mốt mình còn đọc những cái đoạn là Chúa đi, rồi cánh tay Chúa làm sao, lại còn có chỗ là Chúa hay ghen nữa. Mà sao giống con quá. Như nhân dùng cái hình ảnh và ngôn ngữ của con người để nói về Thiên Chúa. Tôi chỉ muốn có một ghi chú như thế thôi ở đây. Còn bây giờ chúng ta đi vào chính bản văn về cơn lụt đại hồng thủy. Mà bản văn này rất dài, cho nên tôi sẽ chỉ từng câu, từng đoạn để chúng ta đọc thôi mà nắm được cả câu chuyện. Thế bây giờ các anh chị lấy ở chương 6 đó, mà câu 13. Câu 13 viết làm sao? Thiên Chúa phán với ông Noe: Ta đã quyết định giờ tập số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực. Ngày ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta lấy sang câu 17 cho đến hết câu 18. Phần ta, ta sắp cho hồng thủy, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời. Mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở, nhưng ta sẽ lập giao ước của ta với người. Ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. Đến đây đủ rồi. Chúng ta bước sang chương 7, câu 17 cho đến hết câu 24. Cơn hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất, nước tăng thêm và nâng tàu lên, khiến tàu ở cao hơn mặt đất, nước dâng và tăng thêm nhiều trên mặt đất, và tàu lênh đênh trên mặt nước, nước dâng lên ngày càng nhiều trên mặt đất. Và mọi núi cao khắp nơi dưới gầm trời đều bị phủ lấp, nước dâng lên cao hơn núi bảy thước,
kiến núi bị phủ lấp, mỗi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở, chim chóc, gia súc, thú vật, mọi vật lúc nhúc trên mặt đất và mọi người, mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài ở trên cạn đều chết hết. Đức Chúa xóa bỏ mọi loài có trên mặt đất, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, chúng bị xóa bỏ khỏi mặt đất. Chỉ còn lại ông Noe và những gì ở trong tàu với ông. Nước dâng lên trên mặt đất suốt 150 ngày. Như vậy là các anh chị đã thấy những nét chính của bản văn về cơn lụt đại hồng thủy. Chúng ta phải đặt trình thuật này vào trong bối cảnh chung từ đầu mình đọc cho đến bây giờ. Lần trước tôi có nói với các anh chị, khi con người phạm tội, bẻ gãy mối tương quan hài hòa với Thiên Chúa, thì hậu quả của tội là gì? Là mối tương quan giữa hai người thân thiết nhất, tức là vợ với chồng, cũng bị bẻ gãy. Rồi mối tương quan giữa anh em ruột thịt với nhau trong gia đình là Cain và Abel cũng bị bẻ gãy. Rồi đến mối tương quan giữa con người và thiên nhiên, vũ trụ bao quanh cũng bị bẻ gãy. Và câu chuyện lụt đại hồng thủy chính là câu chuyện cho thấy cái mối quan hệ của chúng ta với vũ trụ và thiên nhiên vây bọc quanh ta nó bị đổ vỡ như thế nào. Về mặt chú giải thánh kinh, có chi tiết này chúng ta nên quan tâm. Đó là tác giả của sách Sáng Thế có thể vận dụng những câu chuyện thần thoại của các dân tộc lân cận, những dân tộc chung quanh, vận dụng những chuyện thần thoại đó, nhưng mà ông ấy trình bày khác đi một chút để đưa vào đó giáo huấn đức tin. Chẳng hạn như trường hợp cơn lụt đại hồng thủy này, chúng ta gặp được một câu chuyện thần thoại của Babylon kể rằng hội đồng các thần linh quyết định hủy diệt nhân loại. Thế ông thần Ea là ông thần khôn ngoan, ông mới hiện ra với một người tên là Utnapishtim và báo cho người đó biết là tai họa sắp tới rồi đó, và dạy người đó là phải làm tàu để cứu cả nhà. Thế là anh chàng Utnapishtim đó mới làm con tàu lớn, rồi anh đem cả gia đình và cả thú vật lên tàu. Và sau đó là các thần linh mới cho một cơn bão khủng khiếp hoành hành trên khắp mặt đất. Nhưng mà bão nó lớn quá, rồi cuối cùng chính các thần linh cũng không điều khiển được nữa. Rồi các thần linh cũng phải sợ hãi mà ẩn nấp ở trên trời. Nhưng mà may mắn thì cuối cùng cơn bão nó cũng tan. Thì ông Utnapishtim này, ông ta mới thả những con chim ra để nó xem tình hình. Và khi thấy nước đã rút rồi thì ông với gia đình lên bờ để dâng lễ tạ ơn thần linh và được các thần thưởng cho sự bất tử, sống mãi không chết. Đấy, nếu mà chúng ta đọc thần thoại Babylon, ta sẽ gặp một câu chuyện như vậy. Thế thì khi ta gặp câu chuyện đó, một câu hỏi đặt ra là: vậy cái câu chuyện của Babylon đó, nó có giống câu chuyện ở trong sách Sáng Thế không? Rất giống. Không những giống mà có thể tác giả sách Sáng Thế còn mượn cái câu chuyện thần thoại Babylon đó để kể lại trong câu chuyện lụt đại hồng thủy ở đây. Nhưng nếu đọc kỹ đó thì chúng ta lại thấy có những khác biệt rất là căn bản.
Ví dụ trong câu chuyện thần thoại của Babylon nói đến hội đồng các thần linh, tức là đa thần ấy gì. Còn ở trong câu chuyện của sách Sáng Thế có đa thần không? Đâu có đâu. Thiên Chúa duy nhất à. Rồi ở trong câu chuyện thần thoại của Babylon đó, là các thần linh cho bão tố hoành hành, nhưng mà rồi cuối cùng thì chính các thần linh cũng không kiểm soát được nữa. Cái chi tiết đó có ở trong sách Sáng Thế không? Không có. Thiên Chúa là chủ, Ngài điều khiển tất cả mọi sự, chứ không có cái chuyện là cơn bão lụt nó vượt ra ngoài sự kiểm soát của Chúa. Và ngoài ra thì ở trong sách Sáng Thế, lụt đại hồng thủy được mô tả rõ ràng là hình phạt của tội lỗi. Các anh chị đọc ngay ở đoạn đầu đó, Đức Chúa thấy trên mặt đất sự gian ác của con người quá nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu xa. Cho nên cái lụt nó là hình phạt của tội. Thế rồi sau cơn lụt đó, thần thoại của Babylon bảo là con người ta được hưởng sự bất tử. Còn ông Noe đâu có bất tử đâu, mà ông ấy ký kết giao ước với Thiên Chúa. Cho nên tôi nói điều này để các anh chị thấy là tác giả có thể mượn những câu chuyện thần thoại của các dân vùng lân cận, nhưng mà đồng thời tác giả trình bày một cách khác để truyền thông cái giáo huấn đức tin đúng như là ý Chúa muốn. Thế rồi trong câu chuyện lụt đại hồng thủy này, có thể là trước đó một chút nữa, nó liên quan đến một thắc mắc mà hai ba người viết ra gửi cho tôi ở đây nè: thưa cha, giải thích cho chúng con câu chương 6:1-4, con trai Thiên Chúa với con gái loài người. Anh chị thắc mắc là phải rồi. Cái câu chuyện này nó cũng có âm vang của những chuyện thần thoại của những dân tộc đa thần. Cuộc hôn nhân giữa con trai của Thiên Chúa và con gái của loài người. Nhưng mà khi chúng ta đặt câu chuyện này trong bối cảnh của sách Sáng Thế trước cơn lụt đại hồng thủy đó, thì ta có thể hiểu rằng tác giả Thánh Kinh đã vận dụng cái câu chuyện này để mô tả lụt hồng thủy như là hình phạt của tội lỗi. Một cái thứ tội lỗi mà nó không chỉ giới hạn ở trên mặt đất mà thôi, mà nó lại còn vượt qua cả ranh giới giữa đất với trời nữa. Đấy, có ý nói như vậy. Tội lỗi nó quá sức rồi. Thế cho nên cũng gần cái chuyện mà con trai Thiên Chúa kết hôn với con gái loài người đó, thì tác giả nói đến lòng con người toan tính điều xấu. Chúng ta chịu ảnh hưởng của Tây Phương, cho nên mình nói đến lòng là mình chỉ nghĩ đến tình cảm thôi. Còn cái đầu của mình mới là những suy tư của lý trí. Nhưng mà trong văn hóa Hebrew, văn hóa Do Thái đó, thì cái từ lòng rất gần với người Việt của mình. Cái lòng không chỉ là tình cảm mà là trung tâm của cả ý muốn và tri thức. Mà khi nói lòng con người đã toan tính điều xấu thì hầu như là cả cuộc sống con người đã là xấu xa. Ý muốn nói là như thế. Cho nên cơn lụt đại hồng thủy là hình phạt của tội lỗi. Liên quan đến đời sống đức tin của người Công giáo chúng ta, thì tôi muốn nhắc các anh chị nhiều điều lắm. Nó liên quan đến cái tàu của ông Noe, mà có khi mình
Mình đã theo đạo lâu năm và mình đã tham dự những nghi thức nhiều lần, nhưng mà mình không có để ý. Trước hết, nước ở trong lụt đại hồng thủy nó là hình ảnh của nước trong bí tích thánh tải. Chủ nhật vừa rồi, ngay tại sân trung tâm mục vụ này, Đức Hồng Y với tôi gặp gỡ khoảng 500 những anh chị em dự tổng sẽ lãnh nhận bí tích thánh tể vào đêm vọng phục sinh sắp tới đây. Đêm vọng phục sinh nhiều nghi thức lắm, mà chỉ tiếc đó là dài quá, cho nên là chúng ta chỉ thấy mệt thôi. Chứ còn chúng ta không có để ý nội dung và ý nghĩa của những cử hành đó. Chẳng hạn khi mà làm phép nước á, mấy khi mà mình nghe cái lời nguyện linh mục đọc về làm phép nước, chứ còn khi mà mình nghe đó là mình sẽ thấy nhắc đến cơn lụt hồng thủy á. Tại sao vậy? Cũng như cơn lụt đại hồng thủy nó có hai tác động. Tác động thứ nhất là hủy diệt cái thế giới tội lỗi, và tác động thứ hai là làm phát sinh một nhân loại mới mà ông Noe là khởi đầu, một nhân loại sống công chính. Hai tác động, một bên là hủy diệt tội lỗi và một bên là làm phát sinh nhân loại mới. Tương tự như vậy, nước ở trong bí tích thánh tể một đàng là tha thứ tội lỗi, thánh tẩy tội lỗi. Khi các anh chị và tôi mà chịu phép rửa tội, mình có được tha tội không? Tội gì? Tội tổ tông. Tội tổ tông. Tội gì nữa? Cả tội riêng chúng ta phạm nữa. Cho nên vừa chịu phép rửa tội xong mà Chúa gọi về với Chúa thì chắc là lên thiên đàng thẳng cánh này. Nước ở trong bí tích thánh tể, thánh tể tội lỗi và đồng thời làm nảy sinh con người mới. Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Giô-đan. Khi người đứng lên khỏi dòng sông, đứng lên khỏi mặt nước, thì có tiếng từ trời phán: đây là con ta yêu dấu. Cái ngày mà chúng ta chịu phép rửa tội cũng vậy thôi. Chúa phán: đây là con ta yêu dấu. Cho nên nước ở trong lụt đại hồng thủy này là hình ảnh của nước trong bí tích thánh tải. Đó là một mối liên hệ tôi muốn nhắc các anh chị. Cái mối liên hệ thứ hai, con tàu ông Noe là hình bóng của hội thánh, hình bóng của giáo hội. Nghĩa là làm sao? Để chúng ta nhớ lại cái cơn lụt đại hồng thủy mà mình đã đọc. Khi lụt hồng thủy dâng lên thì tất cả mọi sinh linh đều chết hết, phải không? Chỉ trừ ai? Chỉ trừ những ai ở trong con tàu của ông Noe, có cả người cả vật ở trong. Thì tương tự như vậy, hội thánh là con tàu ông Noe, chỉ có những ai ở trong hội thánh thì mới được cứu độ, còn nếu ở ngoài thì chết hết. Cho nên mới có một câu châm ngôn rất danh tiếng là: ngoài giáo hội thì sao? Không có ơn cứu độ. Nhớ không? Ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Như vậy thì các anh chị sẽ hỏi ngược lại tôi rằng: vậy thì ở Việt Nam mình chẳng hạn, người công giáo, người tin vào Chúa, người ở trong hội thánh có 7% à? Ở trong thành phố Sài Gòn này, người tin Chúa, người ở trong hội thánh có 10% à? Vậy còn 90% những anh chị em khác thì sao?
Mà đang khi đó là con thấy người ta sống rất tốt, sống rất đàng hoàng. Như vậy người ta không được cứu à? Đó là một câu hỏi rất lớn, đặc biệt là trong những đất nước ở vùng Á Châu chúng ta với tỷ lệ người Công giáo rất thấp. Thế thì thưa các anh chị, giáo hội đã có câu trả lời mà tôi trích nguyên văn như thế này: những người không biết đến tin mừng của Đức Kitô và hội thánh người mà không do lỗi của họ. Ngoài nói đâu mà họ biết? Hoặc là họ nhìn vào mấy gia đình Công giáo hàng xóm mà thấy mấy cái gia đình nó còn bê bối hơn mình nữa. Nó không do lỗi của họ. Đang khi đó họ thành tâm tìm kiếm Chúa, và dưới tác động của ân sủng, họ cố gắng chu toàn thánh ý của Ngài bằng các công việc theo sự hướng dẫn của lương tâm. Lương tâm là cung thánh của Thiên Chúa trong lòng chúng ta. Thế thì những người đó, những người không biết Chúa và hội thánh mà không rõ lỗi của họ, đáng khi họ vẫn thành tâm tìm kiếm Chúa và họ vẫn cố gắng sống ngay thẳng theo tiếng lương tâm, thì làm sao? Thì họ có thể đạt được ơn cứu độ muôn đời. Không chừng mai sau này lúc về với Chúa, chúng ta lại khám phá ra rằng người Công giáo ở ngoài hơi nhiều. Giống như chuyện người ta kể vào lúc chết rồi lên gặp ông thánh Phêrô, ông mới phát cho một cục phấn, ông bảo là đi leo cái thang này này, đi đến đâu tội nhớ ghi vào đấy, đánh dấu vào đấy. Thế là có ông giáo dân, ông mới chết, ông ấy đang trèo thang ông ghi tội, thế thì gặp ông cha xứ ở trên xuống. Ông cha xứ chết trước một ngày. Bảo cha đi đâu vậy? Bảo tao đi kiếm thêm phấn, ghi mãi chưa hết tội. Cho nên những anh chị em mà họ ở ngoài hội thánh nhưng mà không phải do lỗi của người ta à? Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của câu ngoài hội thánh không có ơn cứu độ, phải hiểu cho đúng. Chứ nếu không á, là mình làm cho người ta đâm khó chịu, đâm ác cảm đối với giáo hội. Người ta cho là người Công giáo là tự kiêu, tự mãn. Mà đang khi đó thì người ta bảo chưa chắc mình sống tốt hơn người ta. Rồi một điểm nữa này, ông Noe cũng là hình ảnh loan báo Chúa Kitô nữa. Trong câu chuyện về lụt đại hồng thủy chúng ta đọc thấy này, ông Noe coi như là khởi đầu của một nhân loại mới. Thế thì chính Chúa Giêsu Kitô mới là đầu của một nhân loại mới. Trong câu chuyện lụt đại hồng thủy chúng ta thấy là ông Noe sau cơn lụt đó, ông ấy lên đất liền để ông ấy dâng lễ tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu Kitô dâng lễ tạ ơn không bằng một sự vật gì ở bên ngoài, mà Ngài dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa Cha. Rồi trong câu chuyện lụt hồng thủy nói đến việc ông Noe ông ấy có một giao ước mới với Chúa, thì chính Chúa Kitô mới là đấng đến để thiết lập giao ước mới, và là giao ước vĩnh cửu. Cho nên mỗi một lần đi lễ là chúng ta nghe linh mục đọc lời truyền phép đó, này là máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Thế tôi có ý nói với các anh chị một vài chi tiết về chú giải thánh kinh như vậy đó, để khi chúng ta đọc cái câu chuyện lụt hồng thủy mình thấy ý nghĩa phong phú của nó, chứ không phải chỉ là câu chuyện kể cho nó vui đâu. Vậy thì ta thấy rất rõ rằng cái cơn lụt này là hình phạt của tội, và trong mùa chay
mình được mời gọi để tránh xa tội lỗi. Cho nên khi cùng nhau đọc, suy niệm, học hỏi về trình thuật này, mời các anh chị chúng ta hát một bài rất quen thuộc ở trong mùa chay: Con nay trở về. Tuần tới các anh chị đọc từ chương 12 đến chương 19, một phần rất quan trọng bởi vì bắt đầu nói đến tổ phụ Abraham. Chương 12 đến chương 19 của